Hello anh em. Hello. Lại hello. À, hứa vợ hôm nay hớt tóc mà sao mà hứa hoài mà chưa hớt nữa. Nóng quỷ. Cái mỗi lần tới tiệm hớt tóc là cái bà thợ hớt tóc mà nghỉ. Rồi hôm nay mình cũng rảnh rảnh ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài hướng dẫn thử thôi. Cái bài tình gì? Tình ngỡ hả? Tình nhớ của Trịnh Công Sơn. Tình nhớ. Mình thử đánh intro ha. Cứ mỗi lần thấy là có người gọi kỳ cục, mình hướng dẫn là có người gọi. Thử rồi sao? Đánh intro thử nha. Mình hướng dẫn tung nữ nha anh em, tung nữ nhưng mà nam hát vẫn được nha. Hát mi thứ nha, nữ hát mi thứ luôn. Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cô lạnh lùng. Bài này mình mới tập hát này. Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang. Ôi áo xưa lồng lùng, đã xô giạt trời chiều. Như từng cơn nước rộng, sau một ngày điều hiu. Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đây. Dây dưa nhỉ. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây. Nhưng bước chân mềm mại đã đi vào đời người. Như từng viên đá rớt vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chuốt nắng. Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao phải, một người về vực để cuộc tình chim mâu phải như bóng chim cuối đêm. Ca phải chấm phẩy rõ ràng giống là dòng họ Trịnh Công Sơn không chữ chết. Tình ngỡ chết trong nhau phải, nhưng tình vẫn dồn dập. Người ngỡ đã quên nhưng ngón tay ngại ngùng đã dô lại tình gần. Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh. Tình ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về. Người ngỡ sống xa đưa, nhưng còn quá bao. Ôi trái tim phiền muộn đã vô lại một giờ. Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Tức là mình ca sơ bộ thôi chứ mình cũng không rành lắm. Cái ca nhạc Trịnh mà như mình chắc dòng họ chửi chết, bà con chửi chết à. Tức là bây giờ mình sẽ hướng dẫn intro cho các bạn ha, mình canh mấy phút rồi.
Mình sẽ hướng dẫn intro các bạn. Lại gần tí xíu nha. Xích ghế lại gần tí. Rồi, để cái đờn cao tí. Dễ. Mày hả bưởi? Cúi cúi xuống là tí. Cúi máy xuống tí. Kỳ quá, cái máy này là sao? Thôi, vậy là ok chưa? Rồi, ha. Vậy hả? Thì giờ, bây giờ mình sẽ đánh intro trước ha. Intro có 4 câu. 4 câu, nhưng mà các bạn muốn đánh intro là bạn phải nhớ hết nốt dưới này nha. Nhớ nha. Mình hướng dẫn bài này cho người biết đánh rồi ha. Bây giờ mình xác định nè. La thứ ngang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Xác định trước hợp âm nè. Mi thứ ngang số 7. Đây. Đó, vậy thôi, hai bơm nè. Rồi si, si trưởng hoặc si 7. Đó, cũng ngăn 7 luôn, nằm ở trên. Rồi mi thứ như này. Si trưởng, la thứ, rê thứ. Nó vậy đó, à, cơ bản ha. Son trưởng ở đây biết rồi. Bộ tử rồi, sắp chuyển qua dạ dày. Rồi hướng dẫn nha. Câu đầu đó, câu đầu nha, nhớ nha. Phải đánh được nốt như này chứ không là rối ráng chịu nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh là ngăn số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Mi si do si si. Mi nè. À, bu nè, mi nè. Cái 1 là mi nè, si nè. Đố nè. Si nè. Si nè. À, đánh là đánh như bát luôn thành mi thứ. Rải. Thấy không? Lại nha. Rải. À, mi si nè. Ngang số 7 là si là đó, si đó, mi. Rải tự do. Thấy không? Đó, rải tự do. Xong rồi. Tiếp theo nè. Câu này mệt nè. Son, lá, son, pha thăng, mi, si. Si đố á. Si đố nè. Si đố liếng nè. Nó si nè, xong đố. Nhấn vô cái là đố. Đó, làm lại nè. Son, lá. Son là ngăn 8 nè, lá nè. Ngăn 10 nè. Dây 2 nha, đang đánh dây 2 nè. Son nè, lá nè. Son nè, pha nè. Mi nè. Si đô nè. Là nè. Đó, cái đó là nốt gốc mà mình luyến. Mình phải nắm được cái nốt đó xong mình luyến sau nè. Đó, bấm la thứ luôn. Đại xuống la thứ luôn. Đó. Các bạn tự nghiên cứu cái luyến nha. Luyến mình đã nhìn đã hướng dẫn nhiều rồi đó. Kéo nè. Kéo lên. Kéo lên mi là kéo lên cái. Đó. Được chưa? Rồi câu thứ hai. À, câu thứ hai là mi la. Để nè. La thứ ngàn. La thứ ngàn năm. Mi la, mình để ba ngón này lại đây luôn, hoặc là một ngón cũng được. Mi mi la hay là hoặc là mi mi dây hai luôn. Hả? Mi la si la la, bấm la thứ luôn. Hoặc là la đi. Đó, la tắt ha.
tải tự do. Rồi. À, là câu tiếp theo. Son fa thăng mi si đố là si đố si là bấm son trưởng. À, làm lại à. Lại tự do. Son fa mi. À, câu này là son fa thăng mi si đô si, nhưng mà luyến nè, nè kéo lên nè, đang đánh dây hai nha, son nè, fa nè, mi nè, si đô nè, thấy không? Son. À, xong hai câu, xong rồi câu thứ ba. Nè, làm lại câu thứ hai nè. Rồi câu thứ ba nè. À, thứ ba là si son lá kéo lá son. Bấm nút son đây, đánh nút đôi trên đây bát. Rải. Rồi làm lại câu thứ ba. À. Rồi tiếp theo là fa son fa mi si đô la, bấm la thứ luôn. À. Làm lại câu thứ ba nha. Fa son fa son fa mi si đô la, nhưng mà mình luyến, tự suy nghĩ nha anh em, ráng suy nghĩ nha, mình không thể mà chỉ mà chi tiết từng ly từng tí những cái bài mà để em hát như vậy mất thời gian lắm, là đúng không? Nhưng mà nó hại như mình là mình không suy nghĩ nữa. Là làm lại luyến nè. Son fa mi si đô la, fa thăng nha. Đà. Rồi câu cuối mi si mi fa si là si bảy luôn. Đà. Mi nè, mi si mi fa si si bảy. Rồi re la la si si mi. Rê là la si mi. Rê rê là si mi. Đó thì mình luyến cũng được, luyến từ la qua si nè. Mày hả bưởi. À, làm lại nè ha, để ý nha, luyến nè, mình đánh dưới này quên rồi, mình đánh dưới này cũng được nè. Mình kéo từ đây, từ nút si qua nút la nè, cũng được, cũng gần cũng được, hoặc mình kéo lên đây hay hơn. Nó có âm trầm, bát trầm luôn đây. Nó, mình từ cao mà lên trầm luôn. Đúng không? Phối hợp âm cao, âm trầm. Đúng không? Đó. Rồi, hiểu chưa? Hết 4 câu rồi đó. Rồi mình vào hát thôi. Tình ngỡ đã quên đi. Ai mà đánh xì lô
15 phút phải không? Bây giờ mình sẽ dạy thêm 5 phút nữa, tại vì nó sẽ bị ngắt cái điện thoại, cái máy của mình nó sẽ bị không có đủ dung lượng. Mình hết intro là mình yên tâm rồi. Intro mới quan trọng ha. Đó. Rồi, vô xì lô rốc. Bát 3 2 1 2 3 bát. Đó, quá dễ. Tình ngỡ đã quên đi không cần đánh nguyên điệu, đánh rải cũng được. Tình ngỡ đã quên đi sao lòng cô lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm là thứ bỗng về quá thênh thang. Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt vào trời chiều. Như từng cơn gió sau một ngày điều hiu. Đó. Rồi xong câu dưới y vậy luôn. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây. Ai mà không quen là cứ đánh rải. Rải nè. Người ngỡ đã đi xa, chúng giai được, chúng này cũng được nè. Nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người. Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Đó, từ từ ca tâm sự, đại rải tâm sự từ từ. Không cần phải vội ha. Tâm sự. Hiểu chưa? Chưa hiểu thì thôi, mình cũng chưa hiểu ha. Hiểu không? Ừ. Đó, cứ ca rải rải vậy tâm sự luôn. Hồi nãy mình ngồi được, tự nhiên mình lại gần mình bé bé chứ cho mình. Rồi xong điệp khúc nè. Cái gì à, khi cơn đau chưa ra dài. Quạt xuống 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 lên xuống 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 lên xuống xuống xuống. Hoặc là rải tự do luôn, bài này không cần phải quạt luôn. Khi cơn đau chưa dài, rải thôi. Thì tình như chuốt nắng. Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu. Xuống đây cũng được. Để cuộc tình chìm máu như bóng chim cuối đêm. Phối hợp hết âm luôn. Đó. Đó vậy đó. Tình nhé na na na, nhưng tình vẫn rộn ràng. Ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 da. Ta đèo 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 đèo. Các bạn nhớ thuộc lời nha. Đó, quan trọng là các bạn học được intro cái bài này, ráng intro xong các bạn biến tấu. Đừng đánh theo mình đã nói hôm qua rồi, đừng đánh theo mình. À, cứ đánh theo mình cái gốc xong đánh biến tấu như mình. Là xong, thấy không? Đó, bài này mình mới nghe hồi nãy thôi. Mới nghe. Nữ nha, nữ hát cũng được, nam hát cũng được nha. Mi Thứ. Ok. Ghê. Thôi nha. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Đâu còn gì nữa đâu. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cũng cái đời hôm qua luôn nè, dữ không? Rồi hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn là mình đang hướng dẫn các bạn trên một cây đàn Kono có giá trị là 45 năm, năm 1977. Nó có tên là kính thưa các loại kính No 15 của Masaru Kono, thợ làm đàn được huy chương vàng tại Paris. Cây này là rất là hiếm, thuộc một hàng hiếm của thế giới nha. Ai mà mua thì liên hệ với mình. Mình chưa có quảng cáo bán nha. Mình sẵn mình quảng cáo luôn. Để mình làm cái clip riêng quảng cáo. Rồi 0936239138, trung tâm âm nhạc Kim Men, 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Bát nghe đã. Bye bye.